Kiếp người thật ngắn ngủi, mấy chục năm đi qua, thoáng chốc chỉ là cát bụi. Con người sống với nhau lại thường xuyên tranh giành, gánh đua, đấu đá trong tình danh lợi, mà ngày ngày đêm đêm hao tâm tổn trí. Cuối cùng liệu có mang theo được những gì? Người xưa thường nói, có lương thực ngàn gánh cũng chỉ ăn ba bữa một ngày. Có căn nhà lớn 10 tầng cũng chỉ ngủ ở một gian. Báu vật trăm xe ngựa, trong lòng vẫn có buồn phiền. Quan to lộc hậu cũng chỉ là đi làm hàng ngày. Vinh qua phú quý cũng chỉ là thoáng qua như mây khói. Vậy sống trên đời vì sao phải cứ tranh giành? Vậy thì con người cả đời tranh giành nhau rốt cuộc vì điều gì? Kính thưa quý Phật tử và quý thính giả thân mến, trong thế giới ồn ào này, người ta lừa gạt, oán trách nhau, đố kỵ nhau đều là kết quả của sự tranh giành. Công khai tranh giành, âm thầm tranh giành. Tranh giành lợi ích lớn, tranh giành lợi ích nhỏ. Hôm qua tranh giành, hôm nay cũng tranh giành. Rốt cuộc suy cho cùng, tranh giành cũng chỉ để thỏa tâm lý ích kỷ mà thôi. Khi tấm lòng rộng mở một chút, sẽ không còn chỗ cho sự tranh giành tồn tại. Xem nhẹ được và mất một chút, tranh giành sẽ tan biến đi. Mục tiêu giảm bớt đi một chút, tranh giành sẽ không trỗi dậy. Xem nhẹ tâm danh lợi đi một chút, tranh giành sẽ không còn. Trong cuộc sống, có thể có vô số lý do để không tranh giành. Nhưng chính vì dục vọng đã khiến cho mỗi người trở thành một chú sư tử đói nằm trong bụi cỏ, kìm nén không được. Một khi tranh giành được quyền và tiền trong tay, thì hạnh phúc sẽ mất đi. Tranh giành được thanh danh thì niềm vui cũng sẽ không tồn tại. Những thứ không thuộc về bản thân mà tranh giành được thì sẽ khiến tâm bất an. Nói một cách khác là những thứ con người vắt óc ra để nghĩ cách tranh giành được không phải là hạnh phúc, niềm vui và an tâm, mà chỉ là phiền não, thống khổ, thù hận và mệt mỏi về thể xác và tinh thần. Vậy không tranh giành chẳng lẽ là điều không tốt? Cho dù chỉ giảm tranh giành xuống một chút, coi nhẹ những thứ mà mình cho là quan trọng đi một chút, mọi người sẽ phát hiện ra rằng nhân tâm của mình thoáng chốc đã trở nên rộng rãi, thế giới thoáng chốc sẽ trở nên to lớn hơn. Cũng bởi vì không quá tranh giành, khuôn mặt người ta sẽ tươi cười nhiều hơn, nắm tay nhau nhiều hơn, nhường nhịn nhau nhiều hơn, chân thành nhiều hơn, nhiệt tình nhiều hơn, và bạn bè sẽ nhiều hơn, tình cảm nồng đậm hơn, tâm nguyện sâu sắc hơn, và tình yêu thương sẽ lớn hơn, thật hơn. Để giảm bớt tranh giành, hãy quan niệm rằng người nhiều tiền hay ít tiền, đủ ăn là được rồi. Người xấu hay đẹp, vừa mắt là được rồi. Người già hay người trẻ, khỏe mạnh là được rồi. Gia đình giàu có hay là nghèo túng, hòa thuận là được rồi. Chồng về sớm hay về muộn, có về là được rồi. Người vợ phàn nàn nhiều hay ít, lo việc nhà là được rồi. Con cái dù làm tiến sĩ hay là bán hàng ngoài chợ cũng được, an tâm là được rồi. Nhà to hay nhà nhỏ, có thể ở là được rồi. Trang phục có thương hiệu hay không, có thể mặc là được rồi. Ông chủ không tốt, có thể chịu được là được rồi. Hết thảy phiền não, có thể giải được là được rồi. Cả đời người bình an là được rồi. Không phải có tiền nhiều mới là tốt. Tâm tính lương thiện, giúp đỡ người khác thì số mệnh có thể thay đổi được tốt. Rất nhiều chuyện nghĩ thoáng qua sẽ tốt. Mọi người đều tốt, vạn sự đều tốt. Người tốt, mình tốt, thế giới đều tốt. Nói ngắn gọn lại là biết đủ là tốt nhất. Không tranh giành,
là cảnh giới cao của nhân sinh. Trong cuộc sống của chúng ta, luôn gặp phải những chuyện không như ý muốn, nhưng không phải chuyện nào cũng đáng để hao tâm tổn sức. Người thông minh thì sẽ biết chuyện nào xứng đáng, còn chuyện nào thì không, biết tính toán giữa lợi và hại. Có câu rằng, không tranh không có nghĩa là mình không bằng người, không nói không có nghĩa là mình không biết. Vậy nên, những người thông minh ác sẽ không tranh giành bốn điều sau đây. Điều thứ nhất là không tranh giành đúng sai. Trên thực tế, mọi sự vật hiện tượng không có kết quả đúng hay sai một cách tuyệt đối. Một người quan tâm đúng sai một cách mù quáng sẽ dễ bị lạc lối. Bất luận kết quả sẽ như thế nào, nhưng sẽ thật vô nghĩa khi bạn tranh giành, chiến đấu với chính những người thân thiết. Cuộc sống là của chính bạn, nên không cần thiết phải tranh giành hay là so sánh với bất kỳ ai. Đừng sống cuộc sống của bạn theo con mắt của người khác. Mỗi người nên hành động theo lý trí và cố gắng sống hết mình. Trong cuộc sống, mỗi người đều có thái độ và quan điểm khác nhau về một sự vật hiện tượng. Vậy nên, người khôn ngoan sẽ không bao giờ tranh đấu đúng sai, bởi họ hiểu trong quá trình đó không may sẽ đánh mất chính mình, nên dù có thắng cũng không vui. Sự trưởng thành thực sự của một người là trở nên tốt hơn so với quá khứ của chính họ. Lựa chọn cuộc sống đơn giản và hạnh phúc, một người khôn ngoan sẽ không lãng phí thời gian cho những người hay những việc không xứng đáng, đặc biệt là tranh cãi đúng sai. Thứ hai là không tranh giành thể diện. Đánh mất giá trị bản thân để tranh giành một chút thể diện thực chất là cái mất lớn nhất trong cuộc đời mỗi người. Nhiều người vì thể diện mà hạ thấp bản thân. Điều đó thật vô nghĩa, bởi cuộc sống không chỉ có thể diện mà còn vô số những giá trị cao quý khác. Vì hai chữ thể diện, nhiều người chấp nhận sống một cách miễn cưỡng, cầu hòa, thậm chí còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Tính sĩ diện càng cao, thì những đau khổ mà bản thân và người nhà phải gánh chịu trong cuộc sống càng nhiều. Vậy nên, thay vì mất thời gian tô điểm cho cái sĩ diện của mình, bạn có thể tập trung vào việc bồi dưỡng đạo đức và nâng cao năng lực của bản thân. Thứ ba là không tranh giành cái lợi trước mắt. Tranh chính là không tranh, không tranh chính là tranh. Trên con đường đời, không ngại bước chậm, chỉ sợ bước đi của bạn không thực tế. Bước chậm mà bước chắc mới có thể càng đi xa. Cuộc sống là một quá trình, hạnh phúc do chính bàn tay mình tạo ra. Những gì bạn tranh giành chưa chắc thuộc về bạn, mà còn làm ảnh hưởng đến lợi ích của người khác. Kẻ mạnh thực sự là biết nhìn xa trông rộng, không vì lợi ích trước mắt mà tranh qua tranh lại. Muốn có thể tiến xa hơn, chúng ta cần phải gạt bỏ tư duy hạn hẹp và cái tính khôn lõi. Thời gian sẽ cho mỗi người biết câu trả lời ai là người thông minh. Bạn không nên quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác, và cũng đừng tốn sức cho những chuyện không có giá trị. Người khôn ngoan sẽ luôn biết dành thời gian để làm những việc thực sự xứng đáng. Thứ tư là không tranh giành tình yêu. Tình yêu đẹp không phải tranh đoạt mà có. Bạn cũng không cần phải gắng sức, chỉ cần bày tỏ một cách chân thật, ắt sẽ có kết quả tốt. Dưa ép quá thì không ngọt, trái tim cố níu kéo sẽ không chân thành. Tình yêu phải thuận theo tự nhiên, đôi bên mới hạnh phúc. Trong tình yêu, không phải bạn tốt với người khác sẽ báo đáp lại sự yêu thương của bạn. Không phải bạn gửi gắm tâm tư tình cảm của mình cho người ta sẽ đáp lại bằng mối chân tình. Tình yêu là sự tương hỗ, không phải chỉ là sự cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là cả một quá trình thu hút lẫn nhau. Nếu là của bạn, không cần đoạt,
vẫn sẽ thuộc về bạn. Nếu như không phải, cố chấp cũng chẳng được. Vậy nên, người khôn ngoan không tranh đấu một cách mù quáng để chiếm lấy tình cảm. Sau đây là 7 lời Phật dạy về việc làm khiến cho phúc báo bị hao tổn. Phúc báo của một người chính là quả báo tốt đẹp đến với người đó, có nguyên nhân xuất phát từ một hành vi lương thiện trong quá khứ. Nhưng trong cuộc sống này, có rất nhiều việc mà chúng ta vô ý làm sẽ không những không tích được phúc báo, mà còn khiến cho phúc báo bị hao tổn mất. Dưới đây là 7 việc làm khiến cho phúc báo bị hao tổn nhanh nhất mà một vị hòa thượng khuyên bảo. Thứ nhất là thường xuyên sát sinh. Sát sinh là hành vi đứng đầu trong những hành vi làm hao tổn phúc báo nhanh nhất. Trong cuộc sống hàng ngày, sát sinh là việc khó đoạn tuyệt được. Nhưng nếu không nhất định phải sát sinh, thì chúng ta hãy hạn chế sát sinh. Bởi vì sát sinh chính là cách làm hao tổn dần phúc báo của bản thân. Đến khi đã hưởng hết phúc báo từ đời trước thì chúng ta sẽ phải chịu nghiệp báo của sát sinh gây ra. Thứ hai, tức giận, oán giận, cáu kỉnh. Đại sư Ấn Quang khuyên bảo rằng, người phụ nữ không hay tức giận thì con cháu sống thọ hơn. Phụ nữ thường xuyên tức giận, cáu kỉnh, sinh con sẽ khó nuôi. Phát giận là điều cứu không được. Tức giận chính là lửa thiêu rừng công đức. Chỉ một cơn lửa giận có thể thiêu cháy hết cả phúc đức. Người xưa thường khuyên rằng, oán giận một lần đối với một người bình thường sẽ làm tiêu tan phúc đức tích lũy trong 100 kiếp. Oán giận một lần đối với cha mẹ, người lớn tuổi, người đại đức sẽ làm tiêu tan phúc đức tích lũy trong 1000 kiếp. Oán giận cha mẹ, hậu quả rõ ràng nhất là phúc mỏng mệnh nông. Thứ ba, xung đột với cha mẹ, người bề trên. Chống đối mâu thuẫn với cha mẹ là việc đứng đầu trong những việc làm tổn phúc hại lộc. Vô luận là cầu cái gì cũng đều không đạt được. Ngàn vạn lần cầu cũng uổng công, bởi vì tích phúc không có mà tổn phúc lại nhanh. Sự việc nhân duyên làm việc đều không thuận. Nếu như công việc không thuận lợi, cảm tình thống khổ, lập tức nên hiếu thuận với cha mẹ. Cha mẹ vui mừng thì hết thảy thiên nhân quỷ thần đều sẽ đến bảo hộ. Người không chống đối, không có mâu thuẫn với cha mẹ thì công việc sẽ thuận lợi, có nhân duyên tốt đẹp. Nếu như từ nhỏ đã không có mâu thuẫn gì với cha mẹ thì cho dù xuất thân trong gia đình nghèo khó, sau này lớn lên cũng có thể trở thành người có sự nghiệp. Người dùng tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ, tương lai tất sẽ giàu có, khá giả. Hiếu thuận nhưng không dùng vật phẩm tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ thì cho dù làm đại quan cũng sẽ thiếu hụt tài phú. Nói xấu, xuyên tạc bậc thánh hiền, đại đức, một câu làm tổn hại 100 thiện, làm hỏng hết huyết mạch phúc báo của gia đình. Thứ tư, oán trời trách người. Bàn lộng thị phi, ghen ghét người khác. Những điều này làm tổn hại đức khí và hòa khí của trời đất, tài vận sẽ bị quỷ diệt. Nếu như không có của cải của tổ tiên che chở thì nhất định sẽ bần cùng, làm việc không thuận. Oán trời trách người một lần sẽ làm tiêu tan 3 thiện. Đại sư Ấn Quang nói, người gặp nghịch cảnh mà không oán trời trách người thì nhất định sẽ có hậu phúc và con cháu thịnh vượng. Ghen ghét, châm chọc, nói xấu người khác cái gì thì tương lai cũng sẽ phải chịu y như thế. Thứ năm là thường hay nói láo. Sự hòa thuận giữa người với người, ăn ở phải có đạo, coi trọng sự chân thành lẫn nhau, kiên kỵ hư tình giả ý, tức là đạo đức giả. Bất luận là người nhà ruột thịt
thân thích hay mối quan hệ bạn bè với cấp trên. Chỉ cần bạn thường ngày dùng ngôn ngữ chân thật, thành tâm đối xử tử tế, nhất định sẽ đạt được tín nhiệm của người khác. Ngược lại, thường xuyên bịa đặt những chuyện giả tạo dù chỉ một chút, hoặc là đã dưỡng thành thuyết hoang tâm bất hoảng, tức là nói dối mà trong tâm không chút sợ hãi, dần dần thành phản xạ có điều kiện mà thuận miệng nói láo với bất kỳ ai, có khi chỉ vì một câu nói dối tùy tiện mà phải trả giá vô cùng thê thảm. Thứ sáu là khoe khoang hoa trương bản thân. Khoe khoang bản thân ở đâu cũng đề cao mình, cũng tự mãn, sẽ khiến quỷ thần ghen ghét mà phá bỏ. Cho nên khoe khoang cái gì thì tương lai sẽ bị mất đi thứ đó. Thứ bảy là nói điều xấu, điều không đúng về người khác. Nói những điều xấu về người khác là làm tổn thương đến hòa khí giữa trời và đất, mà chiêu mời tai họa mà quỷ thần giáng xuống. Hơn nữa, dùng một chút những lời nói đồn đại không đúng sự thật để khoa trương bản thân, khiến cho người bị nói sẽ tức giận khó chịu, thì sao có thể sống bình an đây? Trời đất đã sinh ra dược thảo khiến vạn vật thoải mái, cũng sinh ra độc thảo đầu độc vạn vật. Trời đất dưỡng dục người lương thiện, quân tử cũng dưỡng dục tiểu nhân. Mặt trăng, mặt trời chưa bao giờ chỉ soi sáng cho người lương thiện mà không soi sáng cho người ác. Nước biển chưa bao giờ chỉ thu nạp dòng nước tinh khiết, cự tuyệt dòng nước ô nhiễm. Cho dù chúng ta có bao nhiêu sai lầm khuyết điểm, thì trời đất, mặt trăng, mặt trời cũng chưa bao giờ yêu cầu chúng ta điều gì. Cho nên chúng ta cũng không thể yêu cầu người khác xa lánh người thương tổn đến mình mà cho đó là tiểu nhân ác nhân. Hãy mở rộng lòng mình mà bao dung hết thảy, chúng ta sẽ được nhiều hơn. Người xưa có câu: Thái sơn bất từ thổ nhưỡng, hà hải bất trạch thế lưu, là có ý khuyên rằng làm người phải tiếp nhận được hết thảy mọi người, kể cả người không cùng suy nghĩ, quan niệm và hành vi, thì mới có thể thành tựu chính bản thân mình. Nuôi dạy con cái theo lời Phật dạy. Khi trẻ từ 3 đến 6 tuổi, phụ huynh nên kể những mẫu chuyện tiền thân Đức Phật, thỉnh thoảng khen thưởng cho quà, hoặc chở trẻ đi chùa tập làm quen và chào hỏi các vị thầy, dạy trẻ thưa thầy mở đầu là A Di Đà Phật, bạch thầy. Các nhà nghiên cứu Phật giáo đã chỉ ra sự hình thành và phát triển nhân cách con người diễn ra có tính quy luật theo từng lứa tuổi, bắt đầu từ khi thọ thai cho đến khi trưởng thành. Vì thế, giáo dục bao giờ cũng hướng vào con người cụ thể với những đặc điểm tâm lý riêng về lứa tuổi, giới tính và những đặc trưng độc đáo trong nhân cách. Do đó, giáo dục phải xuất phát từ những đặc điểm tâm sinh lý của đối tượng để đề ra các nội dung, cách thức phù hợp. Cụ thể là Phật giáo chủ trương giáo dục từ trong thai nhi cho đến khi lọt lòng, lớn lên và cả trưởng thành sau này, mà có từng nội dung giáo dục, phương thức giáo dục phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ. Giáo dục và sự phát triển nhân cách trẻ sơ sinh từ 0 đến 1 tuổi. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, cha mẹ sống phải biết yêu thương bằng một tình yêu chân thành, khăng khít, không có gì phân ly được. Sự đầm ấm gia đình sẽ bảo vệ và nuôi dưỡng thai nhi hình thành những hạt giống yêu thương và hiểu biết sau này. Kinh nghiệm thực tiễn về đời sống tâm linh. Một cặp vợ chồng khi người mẹ mang thai thường xuyên thắp hương cầu nguyện Phật Bồ Tát, tụng kinh bái sám, chiêm ngưỡng Thế Tôn, làm các việc công đức, thì lúc đó cha mẹ đã bắt đầu cho thai nhi kết nối, liên thông với thế giới an lành trong tâm thức. Để khi vừa lọt lòng, thông qua lời ru của mẹ,
và sự ôm ấp trìu mến của mẹ cha, trẻ thơ học được cách hòa nhập với môi trường sống mới. Sự phát triển của trẻ sơ sinh chủ yếu là về mặt cơ thể, được thể hiện ở những tiến bộ trong các hoạt động của các giác quan và vận động qua sự nhìn, nghe, ngửi, nếm, lật, ngồi bò, đứng đi, nằm, cầm nắm, vân vân. Chiều hướng phát triển của các giác quan và vận động cơ thể trong giai đoạn này cũng nói lên tính chất và mức độ phát triển về trí tuệ và tinh thần của đứa trẻ. Tùy theo cách thức chăm sóc của cha mẹ và cách cư xử của người lớn trong gia đình mà đứa trẻ ghi nhận được các ấn tượng, hình thành các thói quen về hành vi trong sinh hoạt sau này. Cách tiếp cận thế giới qua hình ảnh đồ vật theo hướng thiện sẽ làm nền tảng cho trẻ lớn lên có kinh nghiệm cư xử đúng với thế giới xung quanh. Mọi thứ phụ thuộc vào khả năng của cha mẹ am hiểu giáo lý và ứng dụng giáo lý hướng dẫn cho trẻ bắt chước và in đậm dấu ấn Phật Pháp từ khi còn tuổi thơ. Giáo dục và sự phát triển nhân cách trẻ ở nhà từ 1 đến 3 tuổi. Đến thời kỳ này, trẻ thơ bắt đầu tiến bộ rõ rệt về cơ thể tâm lý. Trẻ bắt đầu được cha mẹ tập đi, biết thích chơi đồ vật, biết nói dần dần, góp phần thúc đẩy sự phát triển khả năng ý thức, một yếu tố thể hiện nhân cách con người. Lúc này, cha mẹ tập nói những đại từ nhân xưng thân thuộc như ba, má, ông bà hay thầy, sư ông. Khi bồng trẻ lên chùa lễ Phật và hướng dẫn con mình hiểu người khác nói, đồng thời cha mẹ chỉ bảo cho con cái học tập cư xử theo những nguyên tắc, hành vi khi tiếp xúc với người khác trong gia đình như anh em, chú bác. Quan trọng hơn là cha mẹ phải là những người gương mẫu, đừng bao giờ để trẻ thấy một hình ảnh bất hòa cãi giả tạo dấu ấn xấu trong mắt trẻ. Thỉnh thoảng cha mẹ lên chùa cho trẻ tiếp xúc không gian tĩnh lặng rộng lớn, hình ảnh Phật Thánh qua những bức tượng hiền hòa để trẻ cảm nhận tình thương của Phật. Thậm chí có thể chỉ vào các bức tượng hộ pháp để răn đe khi chúng không vâng lời, như không chịu ăn, khóc nhè, vân vân. Giáo dục và sự phát triển nhân cách trẻ ở nhà từ 3 đến 6 tuổi. Đây là giai đoạn hình thành nhân cách của trẻ, thể hiện khả năng hành động theo động cơ gián tiếp. Sự phát triển nhân cách lệ thuộc vào khuôn mẫu hành vi của người lớn mà trẻ em tiếp xúc như cha, mẹ, thầy, cô, bạn bè. Những dấu ấn ban đầu nói trên, nhân cách của trẻ thơ được lưu giữ lại. Sự phát triển nhân cách trong giai đoạn này chỉ đạt ở mức độ thấp, nhưng diễn ra ở tốc độ cao, bắt đầu xuất hiện khuynh hướng độc lập. Vì vậy, cha mẹ phải tập trung chú ý, quan tâm nhiều hơn trong việc trẻ ham thích trò chơi. Thông qua việc tiếp xúc với trò chơi mà định hướng ý thức trẻ vào việc học tập, có thể dạy trẻ những gương tốt đạo đức thông qua việc kể chuyện cổ tích thần thoại, bước đầu chỉ ra nhân vật thiện ác, kích thích trí tưởng tượng của trẻ, các loại tình cảm của trẻ thơ. Đối với những phụ huynh là Phật tử thuần thành thì nên kể những mẫu chuyện về tiền thân của Đức Phật, thỉnh thoảng khen thưởng cho quà hoặc chở trẻ đi chùa tập làm quen và chào hỏi các vị thầy. Dạy tập trẻ thưa thầy mở đầu là A Di Đà Phật, bạch thầy, cúi chào người lớn, nhất là chú ý đến việc trẻ trong cách thức ứng xử, các hành vi lễ phép, biết làm chủ về sinh hoạt cá nhân. Bước đầu cho trẻ tiếp xúc các lễ hội Phật giáo nhân ngày Phật Đản, Vu Lan, để thông qua các đại lễ này ươm mầm những hạt giống về ý nghĩa Phật ra đời, những đạo lý cơ bản về hiếu hạnh. Giáo dục và sự phát triển nhân cách trẻ học sinh tiểu học từ 6 đến 11 tuổi. Lúc này,
trẻ bắt đầu lớn nhanh so với các giai đoạn trước. Trẻ thơ bắt đầu tham gia các hoạt động xã hội để tiếp nhận các hệ thống tri thức. Cha mẹ cần chú ý quan tâm về việc học tập, tính cách bắt đầu định hình với các đặc điểm sau. Khả năng nhận thức của trẻ phát triển nhanh chóng nhờ hoạt động học tập. Đời sống tình cảm chiếm ưu thế và chi phối mạnh mẽ các hoạt động trong sự hồn nhiên. Hay bắt chước những người gần gũi có ảnh hưởng nhất định đến chúng. Bản tính hiếu động, không kiềm chế dẫn đến sai phạm những điều cha mẹ, ông bà, người lớn dạy bảo. Do đó, cha mẹ cần phải khéo léo uốn nắn dạy dỗ con em trong việc ứng xử hành vi lễ phép tôn trọng người lớn và biết học tập theo chương trình dạy ở trường. Lúc này, cha mẹ phải cho con tiếp xúc các mẫu người mô phạm để làm phương tiện giáo dục. Ngoài sự giáo dục của gia đình, nhà trường, cha mẹ phải dẫn con lên chùa gần gũi chư Tăng. Sự tiếp xúc này sẽ để lại ấn tượng tốt thông qua lễ lạy, nghe những lời dạy của quý thầy, những câu chuyện đạo lý trong Phật giáo về sự tôn trọng sự thật, sự vâng lời mẹ cha, biết yêu thương đồng loại. Như câu chuyện Sa Di La Hầu La thường hay nói dối được giáo hóa qua bài kinh Giáo Giới La Hầu La. Sa Di nọ nhờ cứu đàn kiến mà được khỏe mạnh, sống lâu. Hoặc những bài kệ ngắn gọn đơn giản trong kinh Pháp Cú, vân vân. Lúc này cha mẹ cần lưu tâm chú trọng từng hành vi ứng xử của trẻ trong học tập, tâm lý, dạy cho chúng tự tin, biết yêu gia đình, thầy cô, đồng thời hướng dẫn tham gia các hoạt động mang tính tập thể, gia nhập gia đình Phật tử, đi hành hương các chùa cùng bố mẹ, làm việc công đức ở các chùa như quét dọn, tham gia văn nghệ vào các ngày lễ của Phật giáo. Nói chung là tập làm các việc có ích thuộc về khả năng các cháu có thể làm được. Giáo dục và sự phát triển nhân cách học sinh trung học cơ sở từ 11 đến 15 tuổi. Giai đoạn này là giai đoạn trẻ phát triển và biến động về tâm sinh lý phức tạp, tác động khá mạnh vào sự định hình nhân cách. Giới tính định hình, nó quy định tính cách, nhận thức và sự thể hiện ra bên ngoài qua các hành vi ứng xử khác nhau giữa trẻ nam và nữ. Lúc này trẻ xuất hiện những khuynh hướng phát triển khá đặc biệt về biến chuyển tâm lý như mong muốn tự khẳng định mình, nên bắt đầu có dấu hiệu phản ứng lại lời dạy của thầy cô, cha mẹ hoặc tranh cãi với bạn bè. Các em bắt đầu biết xấu hổ, biết tự kiêu, biết làm đẹp, thích được thỏa mãn các mong muốn như được đi chơi, được xem các trò chơi, tivi, game, vân vân. Nếu không đáp ứng hoặc đáp ứng nhu cầu của trẻ không đúng do nuông chiều của cha mẹ, thì dễ dẫn đến hư hỏng. Tình cảm của các em lúc này diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, cha mẹ càng có sự liên kết giáo dục từ gia đình, nhà trường, nhà chùa và xã hội chặt chẽ đối với vấn đề giáo dục các em hoàn thiện. Người mẹ lúc này càng gần gũi con hơn bao giờ hết, phải biết để ý sự phát triển tâm lý, theo dõi sự dậy thì, tránh sự lo âu khi cơ thể biến chuyển về sinh lý cho các em gái, kể cả các em trai. Đồng thời dạy cho các em hiểu biết về giới tính, có cách thức hành xử đúng khi quan hệ tiếp xúc với người khác giới. Tuổi này, các em bắt đầu ham chơi, thích mơ mộng và mong muốn được cưng chiều. Vì vậy phải khéo léo kết nối yêu thương, dỗ về, nhưng cũng phải thật nghiêm khắc khi cần thiết. Quan tâm và tạo các điều kiện học tập tốt nhất và vui chơi lành mạnh mà cha mẹ có thể đáp ứng. Môi trường của các em tiếp xúc lúc này khá rộng, hiểu biết nhiều. Vì vậy, cha mẹ Phật tử phải dành nhiều thời giờ chăm lo để các em phát triển nhân cách theo định hướng của gia đình, nề nếp của gia phong. Liên lạc thường xuyên với các thầy cô giáo để theo dõi việc học,
tìm hiểu bạn bè của các em để nắm rõ tình hình sinh hoạt ở bên ngoài. Khi có điều kiện sinh hoạt gia đình thông qua bữa cơm, quý kỵ, tiệc mừng sinh nhật, chúc thọ, cần nói rõ ý nghĩa lễ và khơi dậy tình thương yêu, biết chia sẻ niềm vui với người khác. Cũng như giảng rõ về sự bất hạnh đối với ai thiếu tình thương với cha mẹ. Độ tuổi này các bậc cha mẹ phải kết hợp với quý thầy, khéo léo giảng dạy các em về niềm tin và lẽ sống, tin tam bảo, tin nhân quả, dạy phân biệt chính tà, thiện ác, nhất là biết tin vào chính mình. Có điều kiện nên cho các em đi chùa cùng với gia đình để bước đầu học hỏi giáo lý Phật Đà, sự quy y và biết sống theo năm giới như một nếp sống đạo đức Phật giáo. Khi cha mẹ đi chùa hành hương thì nên cho các em đi theo, tiếp cận sự tín yêu, tôn kính ba ngôi tam bảo, sự bố thí cúng dường, thực hành các việc phước thiện. Các chùa hiện nay đều có tổ chức thuyết giảng sáng chủ nhật, tu bát quan trai, lớp học giáo lý, hướng dẫn các em thực hành nếp sống tri túc, hướng dẫn lối sống đạo đức Phật giáo, cho các em tham gia đi hành hương, từ thiện, nên tạo điều kiện cho các em học tập và thực hiện. Dần dần các em sẽ biết hình thành nhân cách, hoàn thiện sống có ích và thực hiện ước mơ hoài bão của chúng theo định hướng của gia đình, xã hội yêu cầu. Tóm lại, trẻ em là đối tượng cần quan tâm hơn bao giờ hết. Đây là thành phần hạt nhân kết nối sự yêu thương gia đình qua tình vợ chồng, anh em, ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc, nội ngoại, xa gần, sớm diện. Các em cũng là người kế thừa trong gia đình, gánh vác việc gia tộc, ngoài xã hội là những chủ nhân xây dựng đất nước sau này. Là Phật tử, các em là người hộ trì chánh pháp, thậm chí trở thành người xuất gia học đạo, hành đạo, đem lại lợi ích sau này cho đời đạo mỗi ngày sáng tươi. Vì thế, trách nhiệm với việc giáo dục trẻ thơ không chỉ ở phạm vi gia đình, nhà trường, nhà chùa mà cả xã hội nữa. Cuộc sống hôm nay từng bước chuyển đổi trong xu hướng thịnh vượng. Đời sống sinh hoạt của nhân dân ta đã ấm no đầy đủ, sự quan tâm đối với trẻ thơ càng được chú trọng hơn. Nhà nước và các tổ chức cộng đồng, trong đó có Phật giáo, đã thực thi chú trọng giảng dạy trẻ thơ học pháp và hành pháp trong sự hình thành nhân cách người Phật tử. Đây chính là chủ đề và cội nguồn cho Phật giáo Việt Nam phát triển lâu dài và có kế thừa liên tục. Chính vì vậy, trách nhiệm của chư tăng đối với việc giảng dạy giáo lý cho thiếu nhi hoặc gián tiếp thông qua các phụ huynh Phật tử hay trực tiếp với một chương trình cụ thể là điều cần thiết. Là một cổ nhân có câu: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên tương diện bất tương phùng. Ý nghĩa của câu nói này là mọi sự đến và đi trong cuộc đời đều là duyên phận không thể cưỡng cầu. Trong cuộc sống, có những lương duyên khi bắt đầu dù rất nhanh nhưng đã chắc chắn như ván đã đóng thuyền. Có những duyên phận khi bắt đầu đã định trước là sẽ ra đi. Có những duyên phận chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp. Đó là nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị thính giả cùng quý Phật tử xung quanh câu chuyện: vì sao bạn lại bị tình làm đau khổ, tổn thương? Chiều ngày 24 tháng 12 năm 2006, một độc giả viết thư cho tôi như sau: chào chị Diệu Liên, em thường lên mạng xem chị giải đáp về nhân quả. Đọc mà ngậm ngùi, nước mắt tuôn đầm đìa. Em biết mình có tội sâu nặng, có lẽ do đời quá khứ đã tạo nghiệp chướng vô biên nên hiện đời này nếm đủ khốn khổ gian truân. Ba lần bị tình hành khổ khiến cho em nhiều lần muốn tự tử. Từ khi theo học Phật cho đến nay, em dũng mãnh sám hối sửa đổi,
Mặc dù xem như chưa đủ, nhưng tất cả hiện đang chuyển biến tốt. Em hiểu, đó là nhờ quy luật của chư Phật Bồ Tát gia trì nên thầm tri ân. Chỉ biết phát nguyện tinh tấn tự tu rồi mới độ người. Những mong có thể báo ân Phật thế. Nhưng trong những lúc trầm tư tĩnh lặng, em mơ hồ trông thấy nhiều hình ảnh tiền trần liên quan đến số mệnh trái ngang. Em cảm nhận rất rõ điều này, nhưng chưa đủ năng lực hiểu thấu, nhìn ra nguyên nhân. Sau đây là câu chuyện của em, mong chị chịu khó xem. Khi em sinh ra được 6 tháng thì ba mẹ cãi nhau rồi ly thân. Lúc em 3 tuổi thì ba mẹ ly dị. Em về sống với bà nội tại Cố Hương A được 10 năm. Sau đó vì việc học, em phải lên thành phố B, nhưng vẫn cùng sống với bà. Năm 1996, em thi đậu đại học. Năm 2000, thi tốt nghiệp và công tác ở thành phố C. Sau đó, em đổ công tác nên phải đi khắp phố này tới phố khác. Đến bây giờ thì về lại thành phố B. Hồi năm 1994, em đang học cao trung, chuyên khoa văn, thì quen biết anh Bằng. Năm 1995, phát sinh luyến ái. Đến năm 2002, thì cùng sống với Bằng tại phố D. Tháng 3 năm 2003, chúng em chia tay. Tính ra yêu nhau hơn 8 năm. Dù chia tay rồi, nhưng lòng em vẫn còn vương vấn. Tháng 8, Bằng lại tới thành phố D gặp em. Mới đầu do Bằng đồng ý nên em mới để cho có thai. Nhưng không ngờ qua Tết 2005 thì Bằng đột nhiên biến mất, không thấy tăm hơi. Sau đó thì em phá thai. Tính ra chúng em yêu nhau cũng đã 10 năm, đến nay không còn gặp lại. Cuối tháng 11 năm 2003, em đến thành phố E, nỗ lực làm việc cùng lãnh đạo Tinh Minh. Sự nghiệp phát lên quy hoàng, hai bên đều thành công. Cũng do vậy mà em rơi vào luyến ái, khó thoát ra. Bởi chỉ có em yêu nồng nhiệt nên hình thành vô vọng. Vì cuối năm 2004, anh Minh được điều về thành phố C và không liên hệ cùng em nữa. Em thừa biết là anh ta không cần em, nhưng em lại vô phương thoát ra tình cảm này nên tự ôm lấy sầu khổ vô biên. Ngày 15 tháng 3, em quen anh Bân. Do có kinh nghiệm làm việc và thân thế tương đồng nên chúng em dễ dàng cảm thông, thấu hiểu nhau. Chúng em vừa gặp là cùng yêu say đắm, vô phương thoát ra. Mức độ thân thiết tưởng như khó thể dứt lìa, vậy mà chỉ trong chớp mắt, tình cũng tàn mau. Ngày 8 tháng 5, vợ anh xuất hiện và anh biến mất, không hề tìm gặp lại em. Đến nay hai bên cũng chưa từng gặp lại. Xem như kết cục cũng giống như mối tình đầu. Trên đây em chỉ thuật lại những mối tình sâu nặng, gieo khổ, thống thiết cho em. Còn các mối tình dùng vặt thì không kể làm gì. Có thể thấy đời này, em phạm đào hoa nghiêm trọng, tội sâu vô biên. Chỉ một chữ tình thôi mà đã hành em gian truân, thống khổ hết nửa đời người. Chị ơi, em kể mà không ngăn được suối lệ tuôn trào. Có lẽ chị cũng xem thường em. Không biết em đã tạo ra tội nghiệp gì trong kiếp trước mà khổ quá như thế. Ngoài chuyện sám hối tu tập ra, em chưa biết mình phải làm sao nữa. Xin chị hãy giải đáp cho em hiểu. Em kính lễ tạ chị. Kim Khánh. Ngày 29 tháng 12 năm 2006, tôi đã giải đáp cho Kim Khánh nghe căn nguyên nhân quả của cô như sau. Về mối tình cùng chàng trai tên Bằng, vào thời quá khứ, Khánh là Bá Tước An, còn Bằng là một thiếu nữ
đã yêu Khánh vô cùng say đắm. Cũng giống như đời này, tình cảm hai bên gắn bó sâu đậm được 10 năm, thì ông Bá Tước bỗng thay lòng đổi dạ, không còn thương tưởng đói hoài gì đến thiếu nữ kia nữa. Do ông lo truy tìm tình mới, nên lạnh nhạt phủ phàng với người cũ. Về mối tình cùng ông lãnh đạo tên Minh, vào thời quá khứ, hai bên cùng mang kiếp chuột. Kim Khánh là chuột cái, Minh là chuột đực. Chuột đực rất yêu vẻ lanh lợi xinh xắn của chuột cái, nên luôn tìm cách làm vui lòng tình nương. Hễ tìm được món gì ngon là chàng đem dâng cho nàng. Nhưng chuột cái chỉ có tâm lợi dụng để hưởng thụ. Sau khi ăn sạch hết cống phẩm rồi thì ả cư xử với chuột đực vô cùng tồi tệ. Tuy bản thân có thầm ưa chuột đực theo kè kè bên cạnh mình, nhưng ả luôn tảng lờ, giờ như không thấy không nghe, một bề kiêu ngạo, chẳng thèm ngó tới chuột đực. Về tiền duyên với chàng trai tên Bân, ở thời quá khứ, có một đời Kim Khánh làm đại tướng thống lĩnh đội binh. Trong một lần sau khi đánh trận xong, thì ông đóng trú nơi tiểu trang viên của một viên ngoại. Anh Bân kiếp đó mang thân nữ, là con gái của viên ngoại. Hai bên vừa nhìn thấy nhau thì trong lòng cùng ôm chung mối hận, cùng tiếc là đã gặp nhau quá muộn. Bởi vì lúc đó vị tướng quân kia đã có vợ ở quê nhà. Thế nhưng ông tướng và cô gái vẫn say men tình, khó thể thoát ra, suốt ngày họ quấn quýt không rời. Nhưng chẳng bao lâu thì đoàn quân phải lên đường, cuộc tình này biến thành vô vọng, không có kết quả. Kể xong, tôi kết luận, trong các kiếp quá khứ nhiều đời, Khánh thường làm tướng, đã quen biết và giao du với vô số phụ nữ xinh đẹp, xem như các cô khó thoát khỏi bàn tay đào hoa, dày dặn kinh nghiệm tình trường của Khánh. Kiếp này nhân duyên hội đủ, do nghiệp lực chiêu cảm dẫn dắt, nên Khánh luôn phải nếm lại những tổn thương tình ái mình đã từng gieo khổ chồng chất cho người trong bao kiếp xưa. Qua câu chuyện này, tôi xin khuyên các vị làm người ở thế gian nhất định phải tạo thiện duyên cùng chúng sinh, chứ đừng kết ác duyên. Phải hiểu nhân quả báo ứng như thế nào, nó theo như bóng với hình. Ngàn vạn lần quý vị nên cẩn trọng, chẳng nên khinh thường đùa tình tạo ác. Đến lúc thọ báo rồi mới ân hận thì đã quá muộn. Chuyện vợ lớn vợ bé. Tôi có một đệ tử học dược tạm gọi là Tiểu Lan, mới kết hôn năm ngoái. Chồng của Lan là con một nên rất khao khát có con. Nhưng dù kết hôn đã lâu, cả nhà mong ngóng mỏi mắt mà chẳng thấy có tin vui. Do bởi Tiểu Lan hồi trẻ vì ngu khờ nên phạm lỗi phá thai. Lúc đó cô chưa biết Phật Pháp nên thường tức giận với chồng, dẫn đến chứng rối loạn kinh nguyệt, còn bị u nang buồng trứng, viêm nhiễm phụ khoa nghiêm trọng. Do vậy mà Lan không thể hoài thai, hơn nữa còn bị bệnh yết hầu nặng. Tôi quan sát thấy nơi cổ Lan có một hình thù giống như con rắn quấn quanh. Bất kể làm thế nào cũng không thể siêu độ khiến nó rời đi được. Dù Lan đã đi khám rất nhiều danh y, nhưng trước sau vẫn không thể có con. Vì vậy mà kể từ năm ngoái, chồng Lan kiên quyết đòi ly hôn. Mới đầu cha chồng Lan hứa hẹn là sẽ mua cho Lan một căn nhà bên ngoài nếu như chịu ly hôn. Thế nhưng sau đó con trai ông lại thay lòng ra ngoài tìm vợ bé, nên họ cương quyết từ chối mua nhà, nói là không có tiền. Tôi góp ý với Lan, nếu như hai bên không còn tình cảm thì có thể ly hôn. Nhưng trong chuyện này, người nông nóng gấp không phải là Lan, mà là chồng cô. Nếu họ chẳng chịu đáp ứng đúng như điều kiện đã hứa trước đây, thì Lan hãy cứ thông thả. Lan cũng là một cô gái đáng thương. Nếu như vì không thể mang thai mà bị nhà chồng ruồng rẫy, vậy thì sau khi bị bỏ rơi rồi thì cô sẽ không có chỗ nương thân.
Do vậy mà cô khó có thể tiếp nhận cách cư xử vô tình của bên chồng. Điểm này tôi rất thông cảm. Lan nói, cô không hề tham lam hay muốn đòi hỏi gì nhiều, chỉ hy vọng bên chồng có thể cho cô căn nhà nhỏ khoảng 60 mét vuông là đủ. Mà xét theo kinh tế khá giả của bên chồng thì việc mua căn nhà như vậy cho Lan là chuyện không đáng kể. Gần đây, do cô vợ bé mà ông chồng gian díu bên ngoài đã mang thai, nên bên nhà chồng rất cần ly hôn gấp. Nhưng họ chỉ đồng ý bỏ ra cho Lan 10 vạn nhân dân tệ. Lúc Lan hỏi ý tôi nói như vậy là hơi ít. Cô hãy cứ thông thả chờ xem. Thông thường đa số các nữ nhân tìm đến nhờ tôi giúp điều gì vấn đề hôn nhân. Lan cũng không ngoại lệ. Cô còn là một trong các nữ đệ tử đầu tiên được tôi thu nhận vào ngành dược. Nhưng chưa bao giờ tôi quan sát giúp cô về nhân quả của cuộc hôn nhân này. Vì sao ư? Bởi Phật từng dạy, muốn biết nhân đời trước, nhìn quả thọ đời này. Tôi nghĩ Tiểu Lan là một cô gái thông minh, có ngộ tính cao, nhất định tự cô có thể hiểu ra thôi. Thế nên, những khi cô phiền não tìm tới tôi chỉ tư vấn theo kiểu nói vài lời khuyên nhủ hoặc góp ý sơ qua. Tôi cứ chiếu theo thực tế mà bảo cô cần phải hành động như thế nào, chứ tuyệt đối không hề bỏ công quan sát nhân quả giúp cô. Cho đến một ngày nọ, cô gọi điện than thở với một bạn đạo thân thiết, hàm ý oán trách tôi, đại khái là cô đã thống khổ đến nước này rồi, mà tại sao tôi và sư phụ lại khăng khăng không chịu quan sát nhân quả cho cô. Sau khi nghe vậy, vì muốn giúp Lan quá giải, chuyển phiền não hiện kiếp thành bồ đề, tôi đành bỏ thời gian để quan sát cho cô, ráng sức tìm hiểu để nhìn cho thấu nhân quả tiền kiếp giữa cô và ông chồng hiện tại. Kết quả, tôi nhìn thấy một cảnh tượng. Đầu tiên, xuất hiện cảnh một phụ nữ trẻ đang treo cổ tự vẫn vì thất vọng, buồn khổ. Vì tình nên cô ta quyết tâm kết liễu đời mình. Ngay giây phút đó, tôi hiểu ra trước đây tôi từng nhìn thấy nơi cổ Tiểu Lan có hình thù giống như con rắn quấn quanh. Sự thực không phải là con rắn, mà chính là dòng dây thòng lọng. Do hơi giống hình dạng rắn nên tôi bị nhầm. Đó là lý do vì sao tôi không thể xua tan cái vòng quanh cổ, vì đâu có ai lại đi cầu siêu cho sợi dây thòng lọng. Mạng sống người ta được cha mẹ ban cho, không nên tự sát. Lan cần phát lộ ăn năn sám hối hành vi tự sát trong quá khứ thì hình dạng sợi dây quanh cổ này mới có thể tan biến triệt để. Tiếp đến, tôi nhìn thấy có một nam nhân cứu cô gái treo cổ này. Vì chăm sóc cô nên ông đành dẫn cô về nhà thành là tiểu thiếp của ông. Nam nhân này vốn đã có vợ rồi, tình cảm đang rất mật thiết sâu đậm, giờ bỗng dưng dẫn người thứ ba về chen vào, khiến cho cô vợ lớn phải khổ đau thống thiết. Đọc đến đây, chắc quý vị đã hiểu ra, nam nhân cứu mạng cô gái treo cổ chính là chồng Lan hiện thời, còn Lan chính là cô gái tự dẫn được cứu sống. Đời này cô vợ bé hiện đang mang thai với chồng của Tiểu Lan chính là vợ chính thê kiếp trước của ông. Cô gái kiếp xưa tự sát không chết là Tiểu Lan, sau lại thành tiểu thiếp của ân nhân cứu mạng. Vì cô đã khiến cho chính thê của ân nhân phải đau khổ thống thiết, nên bây giờ nghiệp lực dẫn dắt, quả báo chiêu cảm. Đời này Tiểu Lan lại cùng ân nhân quá khứ kết hôn, nhưng chỉ được một thời gian, chứ không thể cùng sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc được. Vì cô phải nhường hạnh phúc đó cho vị chính thê kiếp trước và phải trả báo. Ngẫm lại mùi vị đau thương của người vợ cả bị kẻ thứ ba chen vào để chuộc lại tội kiếp xưa, cô
cô đã làm cho vị chính thê buồn khổ. Thực ra, Lan lấy chồng đời này cũng chỉ là để báo đáp thâm ân ông từng cứu mạng đời trước. Nhưng thực tế, chính Lan bắt buộc phải nhường chỗ cho người vợ cả kiếp xưa, là người mà Lan đã có lỗi. Khi tôi điện thoại kể cho Lan nghe về nhân quả nghiệp báo của cô xong, thì những khúc mắc thống khổ trong lòng Lan đều quá giải, tan biến. Lúc này cô bật cười sảng khoái, nói: "Thế thì con phải mau mau ly hôn để tác thành cho họ." "Thôi được, mười dạng thì mười dạng vậy." Từ đó, Lan tinh tấn tu, hưởng pháp lạc hạnh phúc và giải thoát khỏi buồn đau. Tiếp theo là câu chuyện ân nào cao hơn. Tôi có một chị bạn rất thân tên là Ca. Trong một dịp tình cờ, chị được người giới thiệu làm mai cho một nhà tỷ phú Hương Cảng. Nhà tỷ phú vừa gặp chị thì rất si mê, nên theo đuổi không rời, thầm mong chị đáp ứng nhận lời làm vợ của ông. Những ước mơ của nhà tỷ phú bị một nam nhân khác xen vào phá vỡ tan, bởi mỹ nhân đã đồng ý làm vợ nam nhân kia. Ngày hôm kết hôn, chị Ca rất hối hận khi phát hiện ra Đức Lăng Quân mà chị nghĩ là lý tưởng, hoàng mỹ, té ra là một gã hư hỏng. Chị đành phải nhẫn nhục chịu đựng. Chị từng nghĩ sẽ ráng nhịn cả đời, nhưng cuối cùng chị vẫn phải ly hôn. Sau khi ly hôn, chị còn phải chia rất nhiều của cải tiền bạc cho gã chồng hư đốn nọ. Sau đó tình cờ, chị gặp một vị thông tuệ nhìn thấu túc mệnh, bảo chị rằng trong kiếp quá khứ, chị từng thiếu nợ người chồng này, cho nên hiện đời, khi hai bên mới gặp nhau thì thấy dường như anh ta cực kỳ say đắm chị, đến mức nếu không cưới được chị thì anh ta sẽ chết. Thực tế, anh ta đã khéo léo che giấu tính dối gian giả trá của mình, cho đến hôm kết hôn mới bại lộ. Chị sốt ruột hỏi: "Vậy đời này con đã trả đủ nợ cho anh ta chưa?" Cao nhân đáp: "Đã trả xong hết rồi." Chị nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm và cũng không còn oán hận anh ta nữa. Còn một câu chuyện khác do người bạn thân kể cho tôi nghe. Vào thời xưa có một thư sinh lên kinh ứng thí, giữa đường gặp tuyết rơi nhiều nên anh bị hôn mê bất tỉnh và được một người thiếu phụ cứu đem về nhà và săn sóc cực kỳ chu đáo. Nhờ vậy mà anh thư sinh nhanh chóng hồi phục sức khỏe và có thể lên đường đi thi. Do được chăm sóc quá tử tế, ân cần, nên thư sinh này đối với thiếu phụ nọ phát sinh tình cảm. Anh khuyên nàng hãy bỏ gia đình để đi theo mình, nhưng thiếu phụ không đồng ý. Dù vậy, nàng vẫn rất tốt đối với anh. Thư sinh bị cự tuyệt thì trong lòng cảm thấy rất phiền muộn đến mức không thể học hành. Thế là anh bèn đi tản bộ giải khuây, tình cờ ngang qua một ngôi chùa nọ. Hòa thượng trụ trì vừa gặp anh đã hỏi ngay: "Trong tâm anh đang có chuyện buồn khó giải phải không?" Anh thư sinh rất ngạc nhiên, bèn thổ lộ hết nỗi lòng. Anh nói: "Con nghĩ trăm lần cũng không hiểu được thiếu phụ kia tại sao cô ấy không chịu bỏ đi theo con, trong khi rõ ràng là cô ấy cũng có cảm tình với con, bởi cô chăm con rất nồng hậu, bởi thái độ này trước sau không hề thay đổi." Vị hòa thượng bảo: "Anh có muốn biết rõ nguyên nhân không?" Thư sinh vội thưa: "Xin ngài hãy chỉ dạy." Hòa thượng giải thích: "Đời trước anh là một thư sinh, trên đường lên kinh ứng thí thì gặp một thiếu nữ chết đuối, thân không mảnh vải, đang nằm trên bờ. Anh liền vội cởi áo choàng ra đắp che cho cô rồi tiếp tục lên đường. Một chập sau, có một nam nhân đi tới, nhìn thấy cô phơi thay trên đường, bèn mua quan tài chôn cất cho cô tử tế. Anh chính là thư sinh đầu tiên cởi áo khoác đắp che cho nạn nhân,
Còn chồng thiếu phụ hiện thời chính là người đã bỏ tiền ra mua quan tài an táng cho nàng. Vì vậy, nàng đối tốt với anh là để báo đáp ân thí cho áo khoác đời trước. Nhưng nàng cương quyết không chạy trốn theo anh là bởi vì chồng nàng có ân to lớn hơn anh. Thư sinh nghe đến đây thì tỉnh ngộ, liền bái lễ tạ ân hòa thượng và quyết định lên kinh ân thí. Tiếp theo là câu chuyện tình Linh và Dũng. Mấy ngày nay, Lan luôn mơ thấy ác mộng. Đó là cảnh chia tay giữa Linh và Dũng. Trong mộng, Linh khóc lóc đau khổ rất thương tâm, thậm chí tỉnh dậy vẫn còn khóc. Cảm thấy rất kỳ lạ, nên Linh tìm tới Phổ Tường nhờ quán sát nhân quả. Mối tình của Linh và Dũng đến nay đã được 6 năm. Suốt thời gian sống chung, Dũng đối với Linh một bề yêu thương, sủng ái. Chàng chăm lo chu đáo từ vật chất tới tinh thần, lúc nào cũng hết lòng với Linh. Có lẽ do Dũng đối với Linh quá tốt, khiến Linh trở nên cao ngạo. Đối với Dũng thì Linh không ngoan hiền và hay cáu gắt. Do ỷ vào sự cưng chiều của Dũng, Linh phát sinh tâm tham nhiều, tha hồ tiêu xài quan phí, lòng ích kỷ cũng gia tăng cùng với tính kiêu căng. Linh tự cho mình là trung tâm của vũ trụ. Chỉ cần có chút phật ý nhỏ thôi là nàng lớn tiếng quở trách Dũng không tiếc lời và thường hay giận dỗi ôm đồ bỏ đi. Suốt 6 năm chung sống, Linh luôn tái diễn cảnh hễ giận là bỏ nhà ra đi, sau đó lại quay về. Như vậy, không biết bao nhiêu lần giữa Dũng và Linh cứ diễn ra mãi như thế, chia tay rồi tái hợp, hợp rồi chia tay. Đây là chuyện xảy ra như cơm bữa trong tình sử của họ. Riết rồi, đôi bên đều mệt. Lần cuối cùng trong cơn tức giận, Linh cũng diễn lại cảnh cũ. Từ nhà Dũng, nàng ôm đồ bỏ ra đi. Vì muốn thoát khỏi bao phiền não thống khổ đang dây hãm, Linh quyết tìm đến Phật Pháp. Và chính nhờ đây nàng đã biết hồi tâm thức tỉnh, phát sinh ý niệm sám hối, chịu thay đổi tu sửa. Khi lương tâm đã hồi phục lại, Linh mới nhìn ra những ưu điểm hiếm quý nơi Dũng và phát hiện ra rằng chàng đã hy sinh, khoan dung, đã chăm lo cho mình nhiều biết là bao nhiêu. Khi đã nhìn ra lỗi mình và thấy rõ những đức tính hiếm quý nơi Dũng, Linh quyết định quay về nói lại bản tình ca gian dở với Dũng. Nhưng khi Linh quay về nhà, Dũng giống như bao lần trước đây thì rất bất ngờ. Tính Dũng xưa nay vốn luôn ôn nhu hiền hậu, một bề nhường nhịn Linh. Thế mà lần này Dũng bỗng đổi thay hẳn. Chàng cương quyết cự tuyệt Linh, không những cư xử đối với Linh như người lạ, mà ngay cả khi bắt điện thoại, hễ vừa nghe đến tên Linh thì chàng phản ứng lại như mình gặp phải ôn dịch và tỏ ra oán ghét Linh vô cùng. Tình cảm si mê say đắm thuở nào giờ đây đã biến mất hoàn toàn nơi Dũng, chỉ còn lại thái độ lạnh lùng, tàn nhẫn, phũ phàng. Điều này khiến Linh bị sốc và vô cùng suy sụp. Nàng nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu được vì sao chàng trai xưa kia đối với mình tình thâm nghĩa trọng, bây giờ lại có thể cư xử cực kỳ vô tình, lạnh lùng, sắt đá, ngoài sức tưởng tượng như thế. Sau khi Phổ Tường quán sát nhân quả xong, thì phát hiện câu chuyện nhân quả giữa họ như sau. Cách đây khoảng 570 năm, Linh là cô gái xinh đẹp, con có một gia đình bậc trung, cư ngụ nơi một tiểu trấn nọ. Còn Dũng khi đó là một con heo trắng mập, được gia đình Linh nuôi trong chuồng. Thời đó còn theo nền lễ giáo phong kiến, nên con gái không được tùy tiện ra ngoài. Do vậy mà Linh thường phải ru rú trong nhà, được cha mẹ giao cho công việc coi nhà cửa mà thôi. Do sống trong cảnh cô đơn, không ai bầu bạn, nên những khi buồn, Linh chỉ biết ra chuồng heo, tỉ tê tâm sự trò chuyện cùng heo, vuốt da và
cho nó ăn. Linh đối với con heo như bạn thân thiết, là một cô chủ nhỏ hết lòng chăm sóc, yêu thương thú cưng. Thời gian trôi qua, tình bạn giữa người và vật càng thêm sâu đậm. Đôi bên hiểu nhau tới mức không cần nói bằng lời. Mỗi sáng, Linh thường tới chuồng heo, gọi yêu. Heo lười ơi, dậy chưa nào? Heo tuy là súc sinh, nhưng cũng hiểu ý Linh. Mỗi khi nghe Linh gọi, trong lòng tràn ngập lòng hạnh phúc, và nó thường nũng nịu với cô chủ. Nhưng khi đó, Dũng chỉ là con heo. Nhà Linh không thể nuôi mãi suốt đời. Vì vậy, qua năm mới thì con heo bị gia đình Linh làm thịt ăn. Vì chuyện này, Linh buồn đến đổ bệnh. Nhưng do không muốn làm trái lời người nhà khi nghe khuyên là chẳng nên bỏ bữa khi năm mới đến. Thế nên, Linh cũng miễn cưỡng ngồi vào bàn dùng bữa với gia đình và không để ý là mình đã ăn một miếng thịt heo Dũng. Tuy chỉ ăn một miếng, nhưng từ đó về sau, Linh cảm thấy chán ngán, không bao giờ muốn ăn thịt nữa. Nên đời này, khi chứng kiến cảnh động vật bị làm thịt, máu tuôn đầm đìa, thì lập tức Linh hạ quyết tâm thề dứt trừ ăn mặn ngay. Đủ thấy hạt giống đã gieo trong tàn thức, thì về sau thải đều sẽ sinh sôi nảy mầm. Phần con heo, sau khi chết đi rồi, thần thức nó ôm đầy oán hận đối với Linh và gia đình nàng. Vì Linh bất lực, chỉ biết đứng nhìn nó bị giết mà khóc. Bữa đó Linh đã khóc rất thương tâm. Nỗi đau tràn nước mắt của đời trước quá sâu và ấn tượng, khiến nàng khắc cốt ghi tâm. Thế nên đời này, khi Linh và Dũng chia tay hẳn rồi, thì liên tục trong mộng, chủng tử buồn đau xa xưa liền trỗi dậy. Kết quả, sau bao cuộc luân hồi thì cuối cùng đời này Linh và Dũng lại gặp nhau, trở thành một đôi quyên ương yêu thương quấn quýt. Do Linh kiếp xưa đối với heo Dũng hết lòng sủng ái nên thành là có ân. Vì vậy mà đời này, trong thời gian yêu nhau, Dũng đối với Linh tỏ ra sủng ái gấp bội, đó là để báo ân xưa. Thế nhưng do quá khứ, cuối cùng Dũng bị cả nhà Linh giết thịt nấu ăn. Linh do vì tình người nhà nên đã có ăn một miếng thịt của Dũng. Ăn ai tất nợ kẻ đó. Vì vậy mà Linh cũng thành thiếu nợ Dũng. Thế nên do nghiệp lực chiêu cảm dẫn dắt, ngay lần cuối cùng Linh rời bỏ Dũng ra đi, rồi lại đổi ý muốn quay về. Thì lúc này Dũng đã thay đổi, biến thành người tàn nhẫn, lạnh lùng, làm gì Dũng đã đền đáp hết ân nghĩa với Linh. Nếu như vào thời quá khứ Linh không ăn một miếng thịt của Dũng, thì có lẽ câu chuyện này sẽ có một kết cục khác đẹp hơn. Bây giờ Linh chỉ còn biết nuối tiếc, lặng nhìn hạnh phúc dở tan. Những ngày tháng được cưng chiều yêu thương nay đã dục khỏi tầm tay và trở thành xa vời tựa như giấc mộng. Trong lòng đau khổ vô cùng, nàng càng hối hận hơn vì kiếp xưa mình đã ăn thịt Dũng, lại càng hối hận vì đã không biết trân quý hạnh phúc đang có, không cư xử phải phép khi được Dũng hết dạ yêu thương chăm sóc hy sinh cho. Nàng toàn tự kiêu ỷ lại, chỉ biết đáp lễ bằng tính cáu gắt nóng nảy, cư xử quá ích kỷ xấu xa, và cuối cùng nàng đã để vuột mất người bạn trai tốt nhất của mình. Phổ Tường kết luận: mong rằng từ đây Linh biết thành tâm sám hối những nghiệp xấu ác đã tạo trong quá khứ, thực lòng thay đổi tu sửa kiên trì, lập hạnh tích đức, siêng năng tinh tấn tụng kinh hồi hướng cho Dũng để hóa giải mối oán hận vượt thời gian này. Duyên phận là điều gì đó rất kỳ lạ, không ai có thể thực sự nói rõ về nó. Có thể hữu duyên vô tình quen biết nhưng lại hiểu thấu nhau, có thể hài hòa với nhau mà không hề gần nhau. Không cố ý theo đuổi thì có, bỏ tâm cố gắng lại chẳng thành. Như là có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở,
vô tình cấm liễu, liễu lại sanh. Mọi người thường nói duyên do trời định, phận do nhân định. Đúng là như thế. Gặp nhau là ý trời, bên nhau là ý người. Dựa vào đôi bên gìn giữ, phát triển thì duyên một lần gặp gỡ mới thành mối phận trăm năm. Nhưng duyên phận dài ngắn như thế nào lại chẳng ai hay biết. Một năm, năm năm, cả đời, hết thảy chúng ta đều không đoán được. Hôm nay có duyên phận không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ có duyên phận. Phật bàn về nhân duyên rằng cái gì cũng có thời điểm, duyên phận cũng vậy. Bởi thế mà phải nắm thật chắc, giữ thật chặt, hết lòng quý trọng. Đó là món quà trời ban, chỉ trong một giây, một khắc, một đoạn. Mất đi rồi cũng không nên ủ rũ, càng không nên cảm thấy cả thế giới sụp đổ vì duyên đã hết, phận đã đứt. Cưỡng cầu chỉ thêm đau lòng. Người mất đi nhất định không phải người thích hợp nhất. Vật mất đi nhất định không phải vật tốt đẹp nhất. Mất đi chỉ chứng minh rằng ta với người chẳng qua là cùng nhau đi một đoạn đường, gặp rồi chia, ly rồi họp. Nhân duyên của con người đáng quý là thế, ngắn ngủi là thế. Nhưng khi có được lại không trân quý. Chỉ khi mất đi rồi mới hối hận, nhưng đã quá muộn. Một đi không trở lại, vĩnh viễn thành quá khứ. Song nghĩ lại, cái mất đi rồi mới là cái đáng quý. Bởi mất đi do ta tự nguyện, do ta tự nhận thấy mong muốn duyên phận của đời ta. Cho nên dù nhiệt tình như lửa, ngọt ngào như hoa, ôn hòa như nước, thì cũng là đoạn tình cảm đã qua. Duyên phận đi tới cuối đường, buông tay cầu thanh thản. Nhân duyên qua lời Phật dạy sâu sắc mà giản đơn, để mỗi chúng ta yêu và được yêu đều hiểu rõ ấm lạnh đời người, không tham luyến, không hờn trách, từ bỏ khổ đau. Phật dạy chính hành vi gây giảm phước báo, ba đời nghèo khó cần phải tránh xa. Kính thưa quý vị, sống trên đời ai mà không mong muốn có được cuộc sống giàu sang phú quý. Nhưng ít ai ngờ rằng chỉ cần phạm một trong chín hành vi này, phúc khí bị chiết giảm, hao tài tốn của, ba đời nghèo khó. Chúng ta hãy lắng nghe lời Phật dạy để thấm thía mà tránh xa. Dưới đây là những lời Phật dạy về những loại hành vi gây chiết giảm phước báo, tổn thọ, hao tán tài lộc mà ai cũng nên tránh xa thì mới mong có được cuộc sống bình an giàu có suốt đời. Thứ nhất là không ngừng sát sinh. Về mặt tâm linh, trong hết thảy tội nghiệp thì sát sinh gây tổn hại phúc báo lớn nhất, mà nặng nhất chính là giết người. Giết các động vật thông thường cũng sẽ tạo tội nghiệp. Thường xuyên hay chỉ thi thoảng sát sinh cũng đều tạo ác nghiệp. Người sát sinh cơ thể thường ốm yếu, nhiều bệnh tật, tuổi thọ ngắn, cuộc sống bần cùng, tướng mạo xấu xí, oán khí rất nặng. Hãy nhớ kỹ lời Phật dạy, không nên sát sinh, biết mà tránh để không bị chiết giảm phúc khí. Thứ hai là phá bỏ thai nhi. Phật dạy chín hành vi gây giảm phước báo, trong đó có việc phá thai. Phá thai cũng là giết chết một sinh mệnh trước khi nó sinh ra, nên thực tế đây cũng là một loại sát sinh. Tìm hiểu phá thai theo góc nhìn Phật giáo để biết khi nào phá thai không được xem là tội lỗi. Người phụ nữ phá thai nhiều lần thường phát hiện cơ thể mình bị tổn hại nghiêm trọng, sức khỏe giảm sút, công việc không được suôn sẻ, thậm chí công việc của chồng cũng bị ảnh hưởng, gia đình không hòa thuận, liên tục gặp những chuyện xấu. Thứ ba, hành vi tà dâm. Như thế nào là phạm tội tà dâm, quả báo tà dâm? Người phạm vào tội tà dâm sẽ bị tiêu giảm phúc khí, tuổi thọ của mình một cách nghiêm trọng. Tà dâm là chỉ quan hệ bất chính giữa nam và nữ, thủ dâm, ý dâm, xem các loại phim sách,
có nội dung khiêu dâm các loại. Người phạm tội này thường sẽ bị tổn hại sức khỏe, hao tổn trí lực, sự nghiệp không thuận lợi, hao tổn tiền tài, gia cảnh suy sụp, thậm chí có thể nhiễm nhiều bệnh nguy hiểm, sống cuộc đời nghèo khó. Thứ tư, phỉ báng thần Phật. Người không có tâm tín ngưỡng thần Phật, thậm chí buông lời ngông cuồng phỉ báng thần Phật thì sẽ khiến cho bản thân gặp tai họa, cuộc sống nhiều thăng trầm, trắc trở. Trời đất vạn vật đều là do sáng thế chủ khai sáng. Nếu con người đối với thần Phật không có tâm tín ngưỡng, tôn trọng, thậm chí là tự cao tự đại, vô pháp vô thiên, phúc thọ sẽ bị tiêu giảm. Thứ năm, bất kính thánh hiền, bất hiếu với cha mẹ. Không tôn trọng cha mẹ, các bậc hiền nhân cũng sẽ là hành vi tiêu giảm phúc đức. Xung đột với cha mẹ, bất kính người lớn là nguyên nhân gây tổn phúc tiêu lộc. Bất luận người được sinh ra trong cảnh bần cùng hay gia đình giàu có, nếu có tâm lòng tôn kính và hiếu nghĩa với cha mẹ, người lớn tuổi thì như là tích phúc cho mình. Ngược lại, sẽ bị tiêu giảm phúc phần của mình, sự nghiệp không tốt, gia đình không hòa thuận, làm việc gặp nhiều khó khăn phiền toái. Người tích phúc sẽ không dễ mất phúc. Đối xử tử tế với người khác chính là đối xử tốt với chính mình. Hiếu thảo với cha mẹ là cách cải thiện số mệnh tốt nhất. Thứ sáu, kiếm đồng tiền bất nghĩa. Dùng phương pháp bất nhân bất nghĩa hại người để có được nhiều tiền, có thể sẽ cao hứng nhất thời, nhưng cuối cùng sẽ nhận tai họa. Không chỉ bị phá tán tiền tài mà còn có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Khổng Tử dạy rằng, người quân tử coi trọng của cải, nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý. Người có tiền thì phải có tâm, nếu không thì có tiền rồi cũng gặp họa, không giữ được một đồng nào. Thứ bảy là dông ân bội nghĩa. Phúc báo có được là do tâm, là từ một trái tim thiên lượng. Một người luôn ghi nhớ mang ơn người khác thì phúc phần cũng sẽ được tăng trưởng thêm. Nếu là người quên ơn bội nghĩa thì sẽ bị tiêu giảm phúc phần. Luôn ghi nhớ ơn nghĩa, sự giúp đỡ của người khác đối với mình, trời đất thần Phật đều cảm phục. Người biết báo ơn, người sẽ càng gặp được nhiều người giúp đỡ. Nếu quên ơn bội nghĩa, trời đất ma quỷ đều khinh bỉ, không ai muốn giúp đỡ. Bởi vì người quên ơn đã khiến cho bản thân mình sống trái ngược với đạo lý trời đất, cách xa nhân nghĩa. Cổ nhân có câu, người đang làm, trời đang nhìn. Tuy là những việc con người cho là đơn giản, nhưng nếu không phù hợp với đạo lý đất trời thì cũng sẽ nhận lấy quả báo. Thứ tám là tức giận. Tức giận được xem như là lửa thiêu rụi công đức. Phát một phen lửa giận đốt sạch công đức của mình. Thỉnh thoảng bộc phát tức giận không chỉ hại mình hại người mà còn hao tổn tiền tài. Cho nên người ta thường nói là gia đình hòa thuận thì mọi sự đều tốt đẹp, hòa nhã sinh tiền tài. Thứ chín là không biết tích lũy tiết kiệm. Cổ nhân có dạy rằng, tỉnh để tu thân, kiệm để dưỡng đức. Tiết kiệm cũng là một loại đức phúc, không lãng phí chính là tích đức cho bản thân. Người hay lãng phí sẽ đánh mất đức phúc của mình khá nhanh. Trong cuộc sống hàng ngày, thường hay gặp phải nhiều chuyện không vui, không như ý. Lãng phí là hành vi tiêu cực giảm phúc báo, là chôn xuống mầm tai dạ cho chính mình. Năm điều quán tưởng hàng ngày để sống hạnh phúc. Kính thưa quý vị, Đức Phật khuyên chúng ta mỗi ngày cần quán tưởng đến năm điều. Tất cả chúng ta đều biết những điều ấy, nhưng ta thường dễ quên. Ta thường tự dối rằng chúng không hiện hữu, để rồi khi chúng xảy ra như một định luật, ta lại cho đó là tai nạn, dù chúng chỉ là những định luật tự nhiên. Đây là quán tưởng, không phải là thiền quán. Ta cần phân biệt hai thứ này. Trong thiền quán, ta cố giữ tâm trụ vào một điểm, một đề mục của thiền quán.
để giúp cho tâm trở nên tĩnh lặng thanh tịnh, hồng có được sức mạnh để đạt được tuệ giác. Trong quán tưởng, chúng ta chọn một đề tài là một vấn đề chung của nhân loại, không phải là vấn đề của cá nhân, và xem chúng ảnh hưởng đến ta như thế nào. Phân tích thái độ của ta đối với chúng, chính các phản ứng đó chuyển tải tầm quan trọng của vấn đề đến với ta. Quán tưởng có nghĩa là ta đào sâu một vấn đề, cho dù đó là một vấn đề ta đã quá quen thuộc, ta vẫn có thể có những nhận thức mới về nó. Ta nhìn vấn đề ở một khía cạnh khác. Chúng ta có thể có được tuệ giác vì đã bỏ được những suy nghĩ diễn dông, vì biết chuyên tâm vào một vấn đề. Trí tuệ được phát triển như thế đó không phải là do suy nghĩ về một vấn đề, mà quán tưởng đến chân lý của vấn đề, xem xét những ứng dụng của nó trong cuộc sống của chúng ta, nhìn với mọi khía cạnh, kết nối nó với thực tế để có được một quan điểm mới mẻ hơn. Có thể so sánh với việc ta ngồi ở cửa sổ quan sát một cái cây, với việc ta đứng lên quan sát nó trở lại. Trước ta chỉ thấy có nửa thân cây, sau đó ta có thể nhìn cây toàn diện. Cây không thay đổi, nhưng cái nhìn của ta về cây thì đã khác. Tôi khuyên các bạn hãy sướng những câu sau đây, vì nó giúp bạn dễ nhớ. Sau mỗi câu, tôi bổ túc thêm một số điều để giúp bạn dễ quán tưởng hơn. Bạn không cần phải tuân theo những điều ấy, vì chúng chỉ là phương tiện để hướng dẫn. Nếu bạn có những cách khác, cũng tốt thôi. Quán tưởng về nội tâm riêng của mình sẽ hiệu quả hơn. Trước hết, hãy trở về với hơi thở trong chốc lát, xong sướng lên những câu sau. Thứ nhất, tôi sẽ bị hoại diệt. Tôi không tránh khỏi sự hoại diệt. Trước hết hãy xem xét câu này có đúng sự thật hay không. Nếu đúng, xét xem trong cuộc sống của ta có quan tâm đến điều này hay không. Hãy xét xem trong tâm thức của chúng ta có phản đối sự thật đó hay không. Ta có ước ao giá mà nó đừng xảy ra. Nếu là như thế, ta phải xét xem tại sao ta không tuân theo định luật tự nhiên này. Thứ hai, thân tôi sẽ bệnh, tôi không thoát khỏi bệnh yếu. Lần nữa, ta lại xét xem điều đó có đúng sự thật hay không. Ta đã từng bao giờ bệnh hoạn hay chưa? Ta có chắc không bệnh nữa không? Điều này có nghĩa gì đối với thân, với cái mà ta vẫn gọi là tôi? Thân ta có làm theo ý ta hay không? Hay là nó chỉ nghe theo những luật riêng của nó? Khi bệnh yếu không cần hỏi đến ý kiến của ta. Thứ ba, tôi sẽ chết. Tôi không thoát khỏi cửa tử. Tất cả chúng ta đều biết đó là chân lý. Nhưng cần phải xem xét ta có luôn nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Xem xét ta có sống theo suy nghĩ đó hay không. Hãy tự hỏi xem mình có chuẩn bị, có ở trong tư thế sẵn sàng. Nếu không, ta còn bám víu vào gì nữa? Chúng ta cần làm gì để chuẩn bị cho cái chết, để cái chết không còn là nỗi đe dọa của ta? Thứ tư, tất cả những gì tôi coi là quý báu, là niềm vui, là của tôi sẽ không còn, sẽ đổi thay. Hãy nhìn lại quá khứ. Chúng ta có thể nhớ lại rằng có nhân vật, những kỷ niệm, những hoàn cảnh, những con người mà ta trân quý, yêu thương đã thay đổi, đã hoại diệt. Nếu thế, những thứ ngay bây giờ ta trân quý sẽ ra sao? Liệu chúng có ở bên ta mãi mãi? Thứ năm, tôi là chủ của nghiệp. Khi ta chấp nhận sự thật này, ta sẽ có trách nhiệm với tất cả những gì xảy ra cho ta. Chúng ta cần quán tưởng xem ta có thực sự là chủ của nghiệp, để buông bỏ bất cứ ý nghĩ nào cho rằng người khác đã tạo ra điều gì đó cho ta. Tôi thừa tự nghiệp của mình. Mỗi chúng ta tự tạo ra nghiệp của mình. Nếu chúng ta luôn ghi nhớ điều đó, thường suy tưởng về điều đó, ta sẽ thấy dễ làm điều thiện, điều hữu ích. Tôi sinh ra do nghiệp của mình.
chính ước muốn được có mặt, được sống khiến ta sinh ra trong hoàn cảnh của mình. Hoàn cảnh đó là một kinh nghiệm học hỏi của ta. Tôi liên hệ với nghiệp của thiện hay ác, tôi sẽ là người phải lãnh chịu. Nhận thức này mang chúng ta trở lại với thực tại, khi biết rằng ta không ngừng tạo nghiệp và thường là ta phải chịu quả ngay sau đó do ta tự tạo ra cho mình. Phật dạy về chính đức của nguyện bố thí để có phước quả lớn. Thực hành hạnh bố thí và cúng dường thì được hưởng phước, nhưng bố thí để được quả báo lớn đến chỗ cam lồ diệt tận thì không phải ai cũng tỏ được. Bố thí và cúng dường là một trong những hạnh tu căn bản của hàng Phật tử tại gia, nhất là trong mùa an cư kiết hạ. Khi chúng tăng tập trung về một chỗ, không đi quá duyên, thì sự hộ trì của hàng cư sĩ lại càng mạnh mẽ hơn. Ai cũng biết, thực hành hạnh bố thí và cúng dường thì được phước, nhưng bố thí để được quả báo lớn đến chỗ cam lồ diệt tận thì không phải ai cũng tỏ tường. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần có tài vật cùng với tấm lòng rộng mở thì đã có thể tùy duyên bố thí. Quả đúng như vậy, nhưng đó chỉ mới là điều kiện cần mà chưa đủ để hình thành nên phước báo lớn. Muốn bố thí có phước báo lớn thì người bố thí, vật được thí và người nhận thí phải đầy đủ chính đức. Thế Tôn đã nói về chính đức của nguyện bố thí như sau. Một thời Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ta sẽ nói về chính đức của nguyện bố thí. Các thầy khéo suy nghĩ đó, ta sẽ diễn bài nghĩa ấy. Khi ấy các tỳ kheo vâng lãnh lời Phật dạy. Phật bảo các tỳ kheo: thế nào là chính đức của nguyện bố thí? Tỳ kheo nên biết, đàn việc cúng thí thành tựu ba pháp, vật được thí cũng thành tựu ba pháp, người nhận vật thí cũng thành tựu ba pháp. Thế nào là thí chủ đàn việc thành tựu ba pháp? Ở đây, thí chủ đàn việc được thành tựu lòng tin, thành tựu tệ nguyện, cũng không sát sinh, đó gọi là thí chủ đàn việc thành tựu ba pháp. Thế nào là vật thí thành tựu ba pháp? Ở đây, vật thí thành tựu sắc, thành tựu hương, thành tựu vị, đó là vật thí thành tựu ba pháp. Thế nào là người nhận thí thành tựu ba pháp? Ở đây, người được thí thành tựu giới, thành tựu chánh định, thành tựu trí tuệ, đó là người nhận thí thành tựu ba pháp. Như thế, bố thí thành tựu chính pháp này được quả báo lớn đến chỗ cam lồ diệt tận. Phàm thí chủ muốn cầu được phước ấy thì nên tìm phương tiện thành tựu chính pháp. Như thế, các tỳ kheo nên học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe Phật dạy xong vui vẻ dâng làm. Tại sao sống ở đời chúng ta cần bố thí? Xin làm bàn như thế này. Mới hay, người có điều kiện về tài vật mà muốn bố thí đúng như pháp thì bản thân họ phải tu tập ít nhất là thành tựu ba pháp, tức thành tựu lòng tin, thành tựu thệ nguyện và không sát sanh. Lòng tin ở đây chính là tin vào tam bảo, tin vào phước quả của hành bố thí. Chính tấm lòng thệ nguyện sẽ chia một phần tài vật mà mình kiếm được, sẽ góp phần cải thiện phước báo của mình. Nên càng chia sẻ bố thí và cúng dường thì phước đức càng tăng trưởng. Quan trọng hơn, người thí chủ phải có căn bản về đạo đức, tâm từ sung mãn, biểu hiện cụ thể là tôn trọng sinh mạng, không sát sinh hại vật. Kế đến, vật thí cũng phải thành tựu ba pháp, tức là thành tựu sắc, thành tựu hương, thành tựu vị. Ngày xưa, vật bố thí thường là thực phẩm, nên đồ ăn với hình thức đẹp, hương thơm và vị ngon là những tiêu chí để thể hiện rằng thí chủ đã hết lòng, tận tâm trong việc bố thí. Còn ngày nay, để tiện lợi nhiều bề, người ta thường bố thí bằng tiền mặt. Vậy thì đồng tiền mà mình đem bố thí và cúng dường cũng phải sạch, không xuất phát từ sự gian dối, lừa gạt, nhũng nhiễu
giết hại mà có. Vật đem cho càng thanh tịnh bao nhiêu thì phước báo của người cho càng vô lượng bấy nhiêu. Đặc biệt là người nhận thí cũng phải thành tựu ba pháp, đó là giới, định và tuệ. Bởi thí cho người mà không tu hành đạo đức thấp kém thì chắc chắn người được thí được ít phước báo hơn. Vì thế phát tâm bố thí và cúng dường cũng cần đúng người đúng chỗ, gieo phước vào các thửa ruộng tốt, như cúng dường cho chúng tăng tinh chuyên tu hành trong 3 tháng an cư kiết hạ, chắc chắn sẽ mang lại phước báo thù thắng hơn, vì chư vị luôn trao dồi để thành tựu giới, định và tuệ. Mặt khác, ân đức của thí chủ rất to lớn, nên người nhận thí phải tự hoàn thiện mình thì mới có thể trả được nợ tính thí đàn na. Do vậy, khi người thí, vật thí và người nhận thí đều thanh tịnh thì tất cả đều được quả báo lớn đến chỗ cam lồ diệt tận.